Ngày 6 tháng 12 tại Quảng Ninh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức lễ khai trương hệ thống thông tin bộ với người dân và doanh nghiệp. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Quân, lãnh đạo Trung tâm Thông tin, Văn phòng và đại diện các đơn vị thuộc bộ. Hệ thống thông tin trên địa chỉ bộ với người dân và doanh nghiệp moliza gov vn được thiết kế đơn giản, dễ truy cập, vận hành, giúp người dân, doanh nghiệp gửi câu hỏi và nhận kết quả nhanh chóng, thuận tiện việc vận hành hệ thống thông tin sẽ góp phần giảm tối đa việc sử dụng văn bản giấy trong việc tiếp nhận xử lý các phản ánh kiến nghị hỏi đáp chính sách của người dân doanh nghiệp cử tri và đại biểu quốc hội đảm bảo công khai minh bạch khách quan trung thực hệ thống sẽ giúp lập và quản lý hồ sơ điện tử các phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp hỗ trợ công tác quản lý điều hành của bộ lập báo cáo thống kê và phân tích phản ánh kiến nghị phục vụ công tác nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ hàng năm hệ thống còn được kết nối liên thông với hệ thống bộ với người dân và doanh nghiệp của văn phòng chính phủ đưa hệ thống thông tin là một bước tiến về ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công tác điều hành của lãnh đạo bộ và các đơn vị trực thuộc hướng tới xây dựng chính phủ điện tử